Xin chào các khán giả thân yêu của Bện TV. Thùy Dung rất vui khi hôm nay là đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị thân mến, trên thế giới của chúng ta, không ít những câu chuyện về những người khổng lồ đã được thều dệt và truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng các bạn biết không, những người khổng lồ hoàn toàn là có thật đấy. Và sự khổng lồ của họ sẽ được hiểu theo hoàn toàn nghĩa đen. Và chiều cao của họ sẽ phải nói cực kỳ là khủng. Nếu như chúng ta có đứng gần và phải nói chuyện với họ thì cũng sẽ phải mỏi cổ để có thể nói chuyện đấy. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu về những người khổng lồ nổi tiếng nhất ở trên thế giới nhé! Những người khổng lồ ngoài đời thực bạn sẽ không tin là nó có tồn tại. Số 1. Igor Vukovinsky. 10 năm trước thì Igor Vukovinsky đã được mệnh danh là người đàn ông cao nhất nước Mỹ với chiều cao là 2m34 và hiện nay thì anh ấy đã 37 tuổi. Người đàn ông này sinh ra tại Ukraine nhưng lại chuyển tới Rochester, bang Minnesota, Mỹ vào năm 1989. Vào thời điểm đó thì Vukovinsky mới lên 7 tuổi nhưng đã cao tới 1m82 và nặng tới 91kg. Được biết, anh ấy đã mắc phải một căn bệnh rối loạn tăng trưởng có tên gọi là bệnh khổng lồ, khiến cho cơ thể đã phát triển bất thường. Cơ thể to lớn khiến cho Vukovinsky đã phải sử dụng những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân quá là khổ so với những người khác. Nhưng thứ mà hành hạ anh ấy nhiều nhất vẫn là những đôi giày. Trong vòng 6 năm, Vukovinsky đã phải trải qua 16 ca phẫu thuật ở chân, khiến cho anh ấy gần như là chỉ ở trong nhà. Quả thực, để tìm được một đôi giày đã khó, anh ấy cũng không thể nào ngồi trong một chiếc xe và đi máy bay luôn là một điều cực hình đối với anh ấy. Số 2. Zen Kiju. Chiều cao chỉ thêm hơn chục cm nữa thôi là bằng với lại Vukovinsky. Nhưng cậu bé Zen Kiju lại chỉ mới 14 tuổi nhưng đã cao tới 2m21 và được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã chứng nhận là thiếu niên cao nhất thế giới ngay và luôn. Được biết, gia đình của cậu bé cho biết cậu từng được rất nhiều bác sĩ thăm khám khi còn nhỏ và không bác sĩ nào có thể tìm thấy bất cứ điều gì bất thường về mặt y tế để có thể giải thích về chiều cao bất thường của thiếu niên 14 tuổi này. Khi dù cho hay cậu bé có chiều cao quá khổ như vậy có thể là do di truyền vì mẹ và ông của mình đều đã cao 1m8. Thế nhưng, khi dù chia sẻ thêm rằng với chiều cao và cân nặng quá khủng như vậy, cậu bé không thích hợp để chơi bóng rổ và những môn thể thao đòi hỏi sức bền khác. Thiếu niên này cho hay cậu ấy thích đọc sách, chơi game và sau này muốn trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp. Số 3. Sultan Kosen. Không biết là cậu bé Jen Keju có cao thêm được nữa hay không khi mà trưởng thành. Nhưng việc mà trưởng thành mà cao được Sultan Kosen chắc là điều dễ hiểu lắm đấy nhé. Sultan Kosen là một trong những người nông dân người Thổ Nhĩ Kỳ bình thường. Ở tuổi 35, anh ấy bỗng nhiên nổi tiếng thế giới với chiều cao là 2m54 và được ghi vào trong sách kỷ lục Guinness Thế giới từ năm 2009. Được biết từ khi sinh ra cho đến 10 tuổi thì Sultan đã phát triển như một cậu bé bình thường khác. Tuy nhiên, thì sau đó anh ấy đã mắc phải hội chứng rối loạn hiếm gặp có tên là tuyến yên khổng lồ, khiến cho cơ thể luôn sản sinh ra hormone tăng trưởng chiều cao. Sultan cho biết, điều khó chịu nhất đối với anh đó chính là không chỉ có cơ thể mà chân, tay của anh ấy cũng to lên trông thấy. Việc sẽ phải liên tục đổi giày và tìm được một đôi giày ngoại cỡ cũng khá là khó khăn. Vì lý do trên mà Sultan cũng đang nắm giữ một kỷ lục về người có bàn tay và bàn chân lớn nhất thế giới. Được biết Sultan cũng đã kết hôn vào năm 2013. Vợ anh ấy chính là Maver Thibault, cao 1m73, dường như chỉ đứng tới thắt lưng của Sultan. Sultan cao hơn vợ tới gần 1m, chiều cao của người vợ cũng đã là siêu mẫu lắm rồi các bạn ạ. Số 4. Sandy Allen. Để xem nào, thực ra thì không chỉ có đàn ông mới sở hữu được chiều cao khó tin đâu mà trên thế giới có rất nhiều những trường hợp những người phụ nữ có chiều cao cực khủng luôn đấy. Với chiều cao là 2m32, Sandy Allen chính là người phụ nữ cao nhất thế giới từ năm 1976 và cho đến tận năm 2008. Sandy Allen là người Canada và được ghi vào trong danh sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chiều cao của bà.
Năm 2008, Sandy Allen đã phải nằm liệt giường một khoảng thời gian dài và sau đó bà ấy đã ra đi ở tuổi 45. Sở dĩ Sandy Allen có được chiều cao như vậy bởi vì bà có một khối u ở tuyến yên đã khiến cho cơ thể bà ấy đã phát triển. Năm 1977, Sandy Allen đã phải đi phẫu thuật để có thể kìm hãm sự phát triển của cơ thể mình. Các bạn thấy sao về những người khổng lồ vừa rồi? Ngoài nghị lực sống chiến đấu với bệnh tật ra, họ còn luôn mang lại những giá trị tuyệt vời cho xã hội nữa. Số 5. Manly Duddy. Tiếp theo là một trong những cô gái nữa với chiều cao cứ phải gọi là ối rồi ôi, đến từ Thái Lan. Mặc dù đã qua đời vào năm 2016 ở tuổi 24, nhưng cô gái này vẫn luôn được thế giới công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới khi mà đã sở hữu chiều cao lên tới 2m08. Manly Duddy không ngừng cao lên là do khối u đã tác động tới dây thần kinh khiến cho hormone đã bị mất cân bằng. Và là cô gái này cứ cao mãi, nhưng vấn đề là với chiều cao như vậy thì cô ấy thường xuyên sẽ bị bạn bè chế giễu và không có ai chơi cùng cả. Và chuyện đau buồn hơn nữa đã xảy ra khi vào cuối tháng 8, 2016. Manly Duddy đã qua đời ở tuổi 24 do không còn đủ sức chống chọi với hàng loạt những căn bệnh mãn tính nguy hiểm như là cao huyết áp, tim mạch và một khối u ở não. Số 6. Margot Dijek. Các bạn biết không, vào năm 2014, tờ báo ESPN đã có bài viết tổng hợp về 10 những vận động viên có chiều cao tốt nhất trong lịch sử thế giới, trong đó có cựu cầu thủ bóng đá nữ Margot Dijek. Xuất hiện ở vị trí cuối cùng, với chiều cao là 2m18, Margot đã sinh ra tại Warsaw, tại Ba Lan và là vận động viên cao nhất đối với ngành bóng rổ nữ và cả thế giới thể thao chuyên nghiệp của phái đẹp. Margot Dijek đã sinh ra trong một gia đình với có truyền thống cao, cha cô đặt là 2m01 và mẹ cô cao tới 1m91. Với chiều cao vượt trội và xẻ tay dài hơn, thì vận động viên bóng rổ người Ba Lan này có thể đã dễ dàng ghi điểm cũng như là đứng tại chỗ để có thể cản phá những pha ném rổ của đối phương. Nhưng cũng khá là buồn khi cô ấy đã qua đời ở tuổi 37 do lên cơn đau tim khi sinh em bé thứ ba. Số 7. Robert Wallow. Ông Robert Pershing Wallow, người đã sở hữu chiều cao là 2m72, nặng tới 222kg và số đo này được ghi nhận khi ông ấy 22 tuổi. Robert sinh vào ngày 22 tháng 2 năm 1918 với cân nặng là 3,9kg và sau một khoảng thời gian ngắn, ông ấy đã có tốc độ tăng trưởng rất là kinh ngạc. 6 tháng tuổi, ông ấy đã nặng 13kg, gấp đôi so với lại cân nặng của những em bé bình thường khác. Lên 5 tuổi thì ông ấy đã mặc quần áo của thanh niên 17 tuổi và 3 năm sau, ông ấy đạt chiều cao là 1m87 và nặng tới 90kg. Năm 12 tuổi, ông ấy đã sở hữu chiều cao là 2m10 và ông ấy đã tiêu thụ lượng calo gấp 5 lần so với lại lứa tuổi. Được biết thì Warrow chính là con cả của trong một gia đình gồm có 5 người con. Sở dĩ ông ấy có chiều cao và cân nặng như vậy là do quá trình tăng sản của tuyến yên dẫn đến nồng độ hormone tăng trưởng cao bất thường. Robert Pershing Wallow đã mất ở tuổi 22 trong khi đang ngủ do chân đã bị nhiễm trùng. Thêm một thông tin thú vị nữa là cỗ quan tài 453kg của ông Wallow cần tới 18 người khiêng và được đưa đến nơi ăn nghỉ cuối cùng của ông ấy tại quê nhà là Anston, Illinois, Mỹ. Gia đình Wallow đã quyết định tiêu hủy gần hết mọi đồ đạc của ông ấy vì lý do ngại chúng sẽ được sưu tầm và đem đi trưng bày để tưởng nhớ trường hợp kỳ lạ này. Và trường hợp cuối cùng, ngay sau đây sẽ thêm một trường hợp cực kỳ là lạ nữa mà chúng mình mới tìm hiểu được, nên các bạn đừng rời màn hình nhé. Số 8. Tăng Kim Liên. Nhắc đến những người khổng lồ sở hữu chiều cao vượt trội, không thể nào không nhắc đến Tăng Kim Liên, cô gái người Trung Quốc sinh năm 1964, từng đã sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 2m48. Từ nhỏ, cô nàng đã sở hữu một thân hình to lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Lên 14 tuổi, sức ăn của Tăng Kim Liên đã tăng lên chóng mặt, mỗi một bữa ăn đã lên đến 200g gạo. Kết quả là chiều cao của cô ấy đã đạt là 2m34, bàn tay có chiều dài là 25,5cm, bàn chân là 35,5cm, được công nhận là một người khổng lồ chính hiệu.
Năm lên 15 tuổi, cô ấy đã bắt đầu có những biểu hiện sa sút về sức khỏe như là bàn tay bàn chân ngày càng yếu dần đi và không có lực, thường xuyên cảm thấy đau người dẫn đến việc mệt mỏi trong quá trình luyện tập. Sau đó thì Tăng Kim Liên mới tìm đến bệnh viện để có thể kiểm tra. Tại đây cô ấy đã được chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường và có khối u trong não. Được biết thì khối u này đã đè lên tuyến yên và gây nên rối loạn hormone tăng trưởng, khiến nó tiết ra nhiều hormone hơn và chiều cao tăng trưởng một cách bất thường. Ngoài ra thì Tăng Kim Liên còn bị vẹo cột sống vì chiều cao có là khổ của mình. Y học thì bất lực nên năm 1982, Tăng Kim Liên đã qua đời, ra đi mãi mãi ở tuổi thứ 18 trong thân hình cao 2m48 vì khối u thùy trước tuyến yên đã chèn não, bị vỡ và xuất huyết. Vừa rồi chính là những người khổng lồ nổi tiếng nhất ở trên thế giới. Các bạn nào đang xem video ngày hôm nay mà có chiều cao cực khủng thì hãy comment nhanh tay để biết đâu đấy các bạn sẽ lại xuất hiện trong những video tiếp theo của chúng mình thì sao. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.